5-0 cả. What the fuck? Tao hiểu rồi. Đây. Hộ giết luôn, hộ đấy. Giết này. Ui rút xong rồi, chuẩn luôn. Ok con dài. Quý, nhanh rồi, chuẩn. Con rơi thủ vệ. Con rơi thủ vệ, mày đứng lại. Chó này chết rồi. Tập trung con rơi thủ vệ trước. Để bố mày nào. Hiu. Rồi, bố có chỗ này là cái ghét trước để đang phải tấn công cái trụ. Vậy đây, làm một cách này. Ok, xem cái trụ nào nhiều máu nhất. Còn là cái trụ ấy, có một cái trụ này à. Còn 4.000 máu, ok.
Ui mày đi, mày đi nào cho anh ra cùng với. Ui sao lại thấy các bạn thôi. Ok trời tốt, lấy phù đấy. Cây trụ ơi, ui không, đéo có ai ra giết cùng đi mẹ này. Người dùng vô nếu không nó sẽ lên đây. Mày mới đồ để chơi xấu quá, còn 2009 rồi. Bộ cây trụ sẽ bị phá đầu tiên. Từ từ gặp nhau giữa du Hà Nội, khăn quàng đỏ giữa trong nắng giang thu, cùng bên nhau nắng nương đầu. Ôi đi mẹ mày, vai nồi đi mẹ với con này. Ui vai, ui vãi, Triệu Vân lợi hại vãi. What the fuck, Triệu Vân lợi hại vãi. Chết mẹ mày đi. Chắc rồi. Bây giờ phải giết con Triệu Vân cơ. Con Triệu Vân đang bị mất máu rồi. Đây, bây giờ đã là tập hợp. Tập hợp với tao, tất cả cùng nó ra giết. Im, nào. Tăng máu, úi rồi. Rồi, ok. Ui, điên. Từ. À, mấy thằng bé này, cút. Nốt một bé nữa. Rồi, ok. Đi nào các em, thằng điên. Vì tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì lý tưởng bảo hộ vĩ đại, tất cả anh em đi. Tự chỗ bố đã đang đấu với chúng mày. Quý rồi, chết mẹ. Vẫn còn một chú, nó sẽ liều lĩnh ra đấy. Tập trung với cây trụ, quay về phòng ngủ ngay. Ui chết mẹ hết rồi, quay về phòng ngủ thôi. Đừng rút lui. Không, nhanh, không chết hết rồi. Ui rồi, chết rồi, dính vào con Triệu Vân là ăn nổ luôn. Ôi bây giờ cũng thằng A, bây giờ chúng ta sẽ chết. Làm gì cần cơ hội sống thế. Sống cho vừa lòng người. Từ. Cây trụ, phòng ngủ đi. Đang bị giết rồi. Con chó này Đứng lại. Mày nữa. Yếu hiểu. Vãi. Cáp làm chi. Đi mẹ, thua rồi. Chúc mừng cho số phận. Chết mẹ rồi. Vứt mẹ rồi. Ui vứt mẹ điểm xỉ rồi. Cố lên, phân nó vứt điểm xỉ được. À nó vứt điểm xỉ được. Rồi. Một bé. Cố lên. Rồi. Để im. Bây giờ là. Chú không phải. Xong đọc và tắp.
bây giờ tập trung. Ui rồi rồi rồi, một bé. Ui thôi hết mẹ mạng. Ôi lô bị mẹ nó điêu hiểu buổi ăn lồn vãi, hãm hết cả lồn. Thôi tao phải đấu một trận rest tinh thần cho đi ngủ. Trải nghiệm về máy đã hoàn thiện, máy hoạt động rất ổn và mình đồng ý vãi nổi của mẹ còn đâu. 1.0 đi mẹ.